师傅们慈悲，释迦师傅们慈悲，牟尼佛，从善道友慈悲。参禅有两个条件，第一就是信就信，要一定要起于请。信就信和起于请，就是参禅的根本。我们禅觉要练习，要实行连续要。连续要绵密，才可以得到成就。说信就信，不是看文就看文就听语言，然后可以得到信就信。我们一定要下功夫，要跟着参禅的宗旨，跟着佛陀的。指示的教诲，主事的心想要教诲我们，就是要跟着佛陀主事的意识的教诲，不是跟求无明执着，众生的无明执着，那就不行。所以说，信就心。起于请，那就是两个很重要的条件。说起于请，一定要跟着真宗的宗旨，正法的宗旨。正法的宗旨一定要波折才是正法。如果执时执着的话，那就是不是正法，是错误的。那我们每天巩固自己的信就心，每天讲养。怡请，不停止，不放下功夫，一定要保持怡请。怡请起得到，我们都提话头；怡请不起得到，我们都提话头。怡请起得到了，但是不得到绵密，我们都提话头，让怡请可以拉长怡请。所以有时不是一声叫声啊。一声两声，就是多少盛世都要提问话头，要保持怡请，最终会得到成就。那对于出家的人、新的人，我们正常，如果没有下功夫，那就没有看到什么烦恼、分别。很正常，但是对于禅觉下功夫的时候，下功夫的时候，禅则参禅下功夫的时候，那烦恼妄想就全部就来了，觉得很多妄想，那就出家的人，他们觉得。好像逆解脱条路返回走，返回安乐。又说，没有下功夫的时候，觉得有时很安乐，但是一下功夫打坐提问那头，那就很多烦恼，很多妄想来。但是，Nhưng đối với lại对于tổ sư dạy主nói事cho说，nhiều đề thoại đầu thì tất cả vọng tưởng tất cả phiền não ngã in下những功夫điều的时đó候，如果ào烦ào恼nó妄nổi想lên theo念头cái cứ tiếp来的时候，都không不có用你一直提cái话头đó起thì疑cần情，chẳng因为qua我là们的công功phu chúng夫ta现在还没习thì vẫn惯。còn lạ với chúng我ta们的信就chưa có心quen thuộc với chúng ta还被堵在và执着，cái niềm tin tin tưởng还没nó vẫn còn扫kẹt trong掉cái ngã执chấp,着，chưa phải là nó quét cái ngã chấp.就是说还Chánh niệm没cũng là入流cái还niềm在所tin chẳng得lưu được,所求，tại còn trên sở cầu sở đắc还在那có个những tác dụng
心还有那个念头起tâm.的意思，Cho nên所以phải要nghĩ提ngay花từ头，đầu, khởi nghĩ要ngay từ真đầu实的提花theo một头。cách不rõ是ràng,用力，不chân是thật,集中，không phải là dùng sức, không phải là不是故意，tập trung, không phải là说不集中、cố不ý,用力、不故意的，不không是phải không tập放trung, không松cố ý, không dùng sức,的意思。không phải là就是bỏ hết công说，sức,我们要努力，mà nói đây là cái下sự功夫，siêng năng và chăm chỉ,要用nói心、sự siêng用năng功chăm chỉ.办到，用心下功夫。好Nên像祖tổ师有xưa thì说，nó gọi là ít phí sức chừng nào thì tốt chừng này,越少用力tức là越không phải好。có ra sức để cũng dùng sức, tại vì phải có quan tâm, có chú ý mới có cái所以说要有siêng năng chăm chỉ được,连续mới có下cái功sự夫，liên要有tục được.努力，要用功办Nhưng到mà phải才可以là得到成mình phải就，但是不có是cái sở cầu用đặt.力。不是Trên逼，cái不是压功mình gồng,夫，gồng mình hay là都不是在所dùng hết求sức,上。nó phải là如果dùng sức用力để mà dùng的hết sức, cho nên话，không còn sức. Khi mà浪qua费một太cái多力气giai了。đoạn mà cố过一gắng段时间觉得很累，我thì mình们会sẽ放松、放下sẽ功mệt夫的。mỏi, sẽ bỏ,所以这一là点对于我bỏ们禅bỏ công者phu luôn, bỏ怎rơi.样Tại vì chỗ领này会得到佛đối với hành陀giả tâm thiền phải làm sao的意思，然mà后hội được ý, ý của Phật自tổ然là công下功phu một夫，cách正常下功夫。hết sức là虽tự然一nhiên,生đều đặn.多生Cho dù là都một要đời在功夫một上kiếp,清清là楚nhiều楚。đời nhiều kiếp, đang phải那luôn说rõ ràng trên công功phu.夫上清清楚楚，Mà rõ ràng với công phu, cái điều kiện căn bản của hành giả tâm thiền不要相信là那个意识、chứ phải行tin tưởng动、cái ý thức của mình, tin语tưởng言，cái hành要động,一定suy要nghĩ của mình,信就信。lời nói của mình, mà phải tin tự tâm.我们Trên lời nói, hành động, suy nghĩ chúng ta语言luôn có行tự动上tâm.一直跟着我Cho们nên的tin tự心。tâm á, giống như là Đức信Phật就nói là心，都是说那个正见。có cái chánh kiến, tin tự正见tâm就thì是nói là破我chánh kiến执，mà, chỉ mà chánh kiến我là们bản的hạnh,想thì事suy nghĩ chúng ta nó都cũng có cái是chánh, chân正chánh,正的，lời nói chúng ta cũng chân chánh,然rồi cái后hành động chúng语ta言cũng chân chánh.行Cho动nên都是正cái正的。quan trọng所以là说，cái有tâm,心就tin心，tâm,就是cái tự tâm chúng ta là最cái căn bản,根本的，hết sức căn bản. Và cái sự công phu chúng ta cũng vậy,就是最công phu重chúng要ta的đều意là思。trên cái khởi nghi tình. Tại vì有khởi nghi移tình情，没有跟着là không có chạy trong cái phân分biệt,别phân đối.习气。Cái nghi tình không có chịu theo cái ngã chấp của cơ有sở,移情就没cái有đắc所thì cơ求所sở.得，越Cái用心越努siêng力，năng用chăm功chỉ办道越成càng熟，đi在我们的là càng功tự夫上tâm, là thì càng thuần越thục.成熟，在功夫Càng上thuần thục我trên们cái công就phu của chúng ta thì离chúng ta开càng那个xa分là别执với着cái vọng tưởng chấp相trước,对。xa là với cái phân离biệt开越远，tương đối,那就说我们nhập在trên用功cái dụng办tâm,道上dụng tâm của chúng ta. Mà muốn tiến要bộ努力trên下con功đường tu夫，tu thì phải miệt用mài, phải心luôn用功办道，nương nơi要靠佛陀三宝。Pháp, cái tăng,三就是咱们nương参nơi道Phật,有，nương nơi chư tổ, nương nơi bạn đồng不thanh,用nương放nơi cái tập松，thiện tri不túc.要放下。Không có bao giờ那就mà是我们buông今ra cả.天向大家分享Đó là cái tôi muốn修chia行sẻ的trên cái chư tổ方đó.法。À, hiện tại Việt Nam现在chấm thì是问话时间，昨hôm天qua慧tôi达đã师傅慧达师姑有xin疑问，tiếp tục现trả在lời câu请hỏi.提出来。南无本师释迦牟尼佛。这几天有听师傅开示，有听师傅说参花头和参移花尾的意思，就是参花头和参花尾的意思。说参花Nói头，
就是我们的对象就是话头，不是话头的疑问呢。如果参那个话头疑问，那就是参花尾。参花尾的话，永远不会离开能所，只一直拥抱，紧紧拥抱那个执着，我执能所。好像我们从无始到现在，一直跟着执着，以为我就是真。简单的说，就是执着。那个无明执，但是不知道、不晓得我们在执，好像我们的错误、我们的误会，自己不知道、自己不认识了。那说信之心起于情，把那个花头当我们的对象，不是花尾。当我们的对象不是执着无明，当我们的对象不是能所，当我们的对象，移情就是要离开能所。好像虚云老和尚有说，参花头都是反闻之心，说反闻就是离开清尘，离清尘一定要入流才可以离得到。如果往外面，就是跑往外面听那个声音啊、颜色的话，那就是出流，不是入流。因为我们还没得到共出啊、经验上面。没有多功夫的经验，我们谈着多数都是啊，有很多人就是现在还只在那个发头疑问。假如说净土中，我们啊，如果跟着净土中的话，要相信阿弥陀佛的名啊来念，那就是方便。所以啊，向心那个阿弥陀佛念佛。啊，然后到西方极乐净土啊，阿弥陀佛教我们参禅，那就还没见性了，就是只是可以离开生死啊，只是离开生死，但是。还没破得到，我还没完全破得到那个执着心。比如说念佛念到那个意念一心不乱，那就是间接方法。啊，然后遇到阿弥陀佛，继续参禅，就是可以完全离开那个念。那我们参花头，参花头要把那个花头当我们的对象，如果把那个花尾当我们的对象的话，那不比好像我们念佛一样。还不比念佛好。那我们参禅，你请才带我们
tạo Còn hoa cái thổ. chỗ á, mà trên câu á, thì chỉ định Đố chữ nhất của tâm. niên hoa thổ và ngon nó chịu. Cái nhất tâm. Chữ Đối sư với tá cái chữ tạo. thiền á, nó cũng khó. Y Tại vì á, sinh. nó có cái câu hỏi mà. Nó có hỏi đi, cứ đi tìm thôi. Đấy, đến chỗ nhất tâm nó còn khó, nó thua niệm Là Phật. sang suy nó là Với cái sang lời của số Ngài Hy Vân cũng nói à, qua, đố tâm của tâm chân niệm Phật chán gọi là niên hoa thổ tổng hòa thu trí bị niên không bằng phủ niệm Phật. niên a Trí mi không thủ bằng niệm phủ. Phật là vậy. Suy cho Chỉ so, niệm thôi đã vừa không bằng, nên chứ không phải là tham. yêu chan của sự niệm Cho nên á, cái đối tượng hoa á, thổ là sư cầu và bạn đạo đạo, chứ không phải tùy đối tượng là sang cầu thoại. suy yến nó Và sang như pha vậy chỉ đạo pha sợ người chán ta trở u huệ. không hiểu Suy rõ, ý ni Ngài rủ Hy Vân à, là thí ví cho dụ lấy như con là ni ví rủ dụ á, nói câu thoại giống như cây gậy, hoa y thổ như tình mới nói ý vân nè. chiêu sư yờ Hay là Ngài nói thẳng luôn là thoại đầu quải giống như trang cây gậy, thoại đầu là phương pháp chân mà, nhị chiêu thực sư hành mà, tụ giống như cây gậy, cái nghi chân thật đó, cái chân nghi đó mới là đi, suy mẫn thí hoa thổ nghi mới là đi. thí chỉ Thì á, đề để khởi nghi chỉ mà, tớ tao ý tâm là chỉ để khởi nghi, chiêu sư để trai đề chỗ gọi là đầu, khởi cái nghi tình đó. này gờ Là hoa nghi thổ tình ý để vân khởi chiêu nghi. sư gờ quải Còn á, trang cái thoại đầu á, câu quải hỏi trang thực chỉ cho là dùng cái chứ gậy sự thôi, băng chu đó chảo là những cái thông mà gậy chỗ tỏ của tao trí giả giúp cho người, truy của chung những nhau người bố sư giúp quải đỡ trang truy chung thì nhau sư có gì chỗ tỏ quan tao trọng là cái đi, giống như cho hành ý tâm thiền có quan chỉ trọng là hiểu cái này nghi, gờ ý chỉ cho trái cái có gì đi tai chán mới trở đến thoại tao đầu. hoa thổ tỏ tì phong Thì cái chỗ này á, mình cứ đòi nhận hoa biết cái thoại thổ đầu á, mỹ hữu để cho tì mình phong nhận biết được, nếu thoại đầu là cái sự biết có hay gì là chứ biến thành tao thoại, là thoại mà vị rú của không phải là thoại hoa đầu. thổ sư sấm mơ Cho lợn nên đó, nào tại thì của sao sư hoa mà thổ Ngài Lai Quả nhắc nhở rồi biểu rồi thì lái nói chủ cho thoại đầu thí là hoa một đầu thổ một cách rõ chinh ràng chinh chủ chủ minh bạch chinh chinh chủ đó, chủ minh minh bài bài tờ vân giống như là niệm Phật giả dụ là cho ai, niên phổ niệm sư Phật sự là ai, chiêu chinh sư sự rồi đáo để là ai, niên phổ chủ sư sự tâm là ai, lái chỉ là chỉ luôn luôn là niệm Phật là ai, la tráng ý mục chỉ đích là để kích thích cái nghi mà, khởi cái nghi và kéo dài cái nghi, gọi là nuôi cái dân nghi liên đó, suy kéo quân dài, chiêu hỏi sư liên tục chẳng dạ nuôi cái nhân này gọi nghi la mà, chẳng tờ nuôi cái yên nhân kéo dài thì là đến thoại đầu. la chẳng này gờ Mà la khi gọi đến chẳng thoại này đầu gờ á à nhìn chiêu sư thì á, ăn của mình chỗ cái tao nhân này là hoa thổ ngộ á, nó như là hoàn thành ý chiêu sư cái nhìn nhân là khai nghi, ngộ chiêu sư của cái quả ngộ nó đến, đó là cái nhân của ngộ đến cái quả à, chiêu ngộ, đến cái sư chân nghi cho quả mình ngộ đó. san sản và chung trực Thế đó là trên cái tông chỉ, cho nên mình cứ thực hành đó. Thì thiện tri thức rồi cũng mình có đặt sang thể chiêu sư tùy quỷ lực ly á, chán sư cũng có tôi lấy hiểu ly cái rồi đạo sào trong thước ấy, lời giải thích của Ngài Hư Vân nói đó. Mặc dù á, gần giả thăm thiền mình chưa đến thoại đầu, nhưng mà cũng lìa được thoại vị, trên con đường để đi đến thoại đầu á, mà không biết chừng nào đến, không cần để ý hay quan tâm á, mà chỉ miệt mài chứ công cho phu y tu chữ tập thôi, chan đừng xa trông truy đừng bố chờ, yêu nếu cứ trông chờ tầng nào đến, chờ à, chừng nào bố yêu đến si vong thì không bao giờ đến được á. sớm mất sớm hộ tao Ngày trung phong sớm mà mất hộ sớm nói hộ tâm trộm cắp thắng cầu, phù hay là thấy trung phân phong của Đạo miễn vận Phật chán đã sự khổ, số thâu thế thế sinh là giải đãi, thấy phân biệt khan đa phải tư có cái chỉ gì thắng phù không trụ trên khan đa tạo đó cái nhận à, thức hãy hay chế tờ biết hãy được, thì là ở cảnh giới tốt, hãy xỉ trên hoan sự hay tiến cả bộ chỉnh không chuyện còn chấp vào trên hỗ đó, trợ hoan hỷ trên đó hay là khoản nợ buồn à, bã trên trên công đó, phu sang đều khoản nợ là vọng tưởng cả, đều dù là sự cái tập tăng công tâm phu trộm mà cắp cả, chế độ à, bu khai thì lại sinh có mà đang tôi bị sự thâu thiền sai sinh lầm. Đối với lại sự tu tập, không có nói là cuối cùng năm đi tháng chú ba lại tháng y gờ chí mà xẻng 3 tháng hay 5 tháng à là cả hồi một sang đời, sang cái月, ủ thì cái là月. cái Ví dụ cân so bằng sang trong cái đời月, cái ủ cái hoàn月. hồn, Na sang chứ cái không月, nói ủ là cái月, bao chứ nhiêu sự kiếp y mà. sung mà. Thì nếu có cái tâm đó đó thì sẽ có sự thành tựu, cho tâm đó cuối cùng mình sẽ được viên mãn. Hoa Thì là thổ mỹ dụ cái thoại đầu á, nó đâu ti có phang lại cái choa nào chữ chỉ bắt dụ ý bắt chỉ đâu, sai cái tai của mình tao chỉ cái nghi tình mới đưa mình đến, cho nên mình phải xem chủ sư cho bản này là là hoa thổ giống tăng như của mình là là chỗ tùy ngộ đó, xem phải lấy cái của thoại sư đầu làm bả đối tượng, hoa huệ phải lấy câu thoại làm đối tượng. ý quân tăng của mình là tùy Và xem cái công phu chúng ta có khi có năm có kiếp nhé, có kiếp này chúng ta thực hành cái thoại đầu niệm Phật là ai, mà cũng có kiếp chúng ta lại
cho cái nhân duyên lại tham cái trước khi chết mặt mũi chỗ này của ta là sao, ta lại Giả dụ说前生我们参花头用那个và花头一问就cái是念佛是khi谁tinh khôn tới cái nghi tình đó thì啊，còn nó thành这khó lắm,生今生我们就với用那cái个câu nào á,为cái câu thời đầu父đạo母tràng未của mình生á,出来，mà khi mày nghe qua một câu我kinh的本来面目của是怎么样nghe来một cái lời的？啊，或者chuyển ngữ của tổ sư á,遗情thì已lúc đó经nghe khác打rồi,成一个遗团了。tại nghi tình nó đã đầy đủ那我sẵn们sàng不như用là câu靠đại那个nguyện vậy đó,花头疑问了，nhưng mà quan trọng là phải只làm sao是一chúng直ta起遗cái情，nghĩa là đang那就tham可以thời开đó,悟。所chúng ta以đang hành我们tác要giả记đó,得，cho nên đó, tham thời参đầu花đổi头要đạo把tràng đối花tượng, mà头thực ra当我đối们的tượng对象。không phải đối tượng, không có đối tượng, mà现nói在đối tượng说hay有là对象或者没有对không象có都đối是tượng方như便là phương tiện.让大家理解。好像Đây说là般若nói là bát佛nhã,陀Đức Phật cũng在nhiều经nhưng里mà bát面nhã nó讲bát nhã般rất là若，nhiều, mà nói bát nhã sao讲phải là的很bát nhã,多，最bát终nhã, bát就nhã là破bát那nhã个giới执mà,着，众生的cho执nên着đó就在那个般若，ngày说般若悲dạ,般若triệu luận ngày tăng triệu á, trong triệu luận是名ngày般tăng若。triệu nói là bát nhã là vô tri, tại trên cái giải thích mà vô tri mà vô sở bất tri, vô tức là không biết mà không gì就không是biết,离开相tức对là biết, cho nên破nó那个là相cái对tương才đối是giữa般若biết với呢，không biết,色空不đó二。nó phá cái tương đối thì nó gọi là bát nhã,好像说话头的sẽ意không bất思tri, giống như là cái就chúng是ta般ngay若từ đầu chúng ta là cái nhân của bát nhã mà,就cho是nên对象或đối者tượng và没không有đối对tượng á,象nó không就chung没gian有nữa,堵在有对thì象或đó者là没有cái对triết象，lý mà tổ sư没有堵在那个lập道ra đối理，với没mình有đó,堵không在那gian个triết lý mà mình理论phải上。làm sao hội được cái ý của就是Phật祖pháp,师的意思，如mà果khi有có công功夫，phu我á们会chúng ta sẽ清楚nhìn出来，ra,清楚chúng ta nắm được cái领khái niệm,会得到，tin được cái lời Phật lời tổ,要ý Phật ý tổ,理解nhưng mà mình佛phải陀祖师tin,的意思，chứ không才可以phải trên cái chỉ trên cái lời nói往mà thỏa前mãn cái ý一thức直下功thỏa夫，mãn sự hiểu biết, mình càng tin từ tâm绝của mình死và在mạnh我们的mẽ用hơn功nữa trong上，cái在công我phu们của的mình,功夫上。quyết tử hơn trên cái dụng công của mình.师傅，您听得清楚吗？Nói vậy nghe hiểu không?谢谢谢谢。现在是有一位居Thế này师con có người bạn hôm发一个nay短lần信。đầu vào Zoom và nghe Pháp, xin thầy chỉ dạy lại喂，căn师bản傅，cần Pháp môn今này,天我有一位đó à,出山的同参道友mới là进mới入lạ của người Zoom bạn,应用。听法，请à,师傅再thì说那chúng ta个tham tổ sư thế下nào,功夫，chúng ta下ăn功thực夫hành ứng的dụng là cái pháp môn hàm thiền方à,法gọi là thiền tông ấy,根本trong让trong他tổ sư可以thiền理解。师傅说，và cái参pháp禅hàm就thiền是là cái pháp持thực hành戒法，从释迦牟尼từ Đức佛Phật Thích Ca祖师。保và持tổ这个tổ正á,法演章truyền thừa传下来，giữ传gìn到cái chánh现pháp在。nhãn tạng truyền cho tới ngày nay,所cho nên以cái quan重trọng要后来là sau này có人thể có家tên là定那tổ个sư,名就是tổ祖sư师mình hay禅，nói là những祖kiến师tánh,就是已经坚tổ kiến gì心á, tổ kiến tánh,的人。bây chúng那说ta现在如đang果我nhờ们tới想những要kiến tánh hay确xác认nhận những kiến谁tánh已thì nó经sẽ坚心，khó,那就很không难。phải dễ, không phải đơn giản, mà gặp được kiến tánh càng khó hơn nữa, không phải là dễ, vừa có kiến tánh kế bên假mình如thì mới说nhận ra要được找一个坚tại信mình的人，假如有一quá个坚信的là人坐在我们的旁gọi边，là vô minh,都不认gọi là识出phiền来，não,因为我们的执着cho nên đó心，nói我là们cái的无明太pháp深厚了。trên cái pháp để chúng ta nhận那và现trong在cái就pháp是chúng ta跟着hành,佛陀mà hành theo祖师theo的教lời诲của Phật来应tổ,用theo这个ý正法của Phật祖师tổ,禅cho nên下là功夫。lấy cái gọi là cái tổ sư thiền,所以，cho nên nhiều người người ta很thấy多人phân biệt á, ta nói有那个tại分sao别，không为phải什tu cái么thiền của Phật á,不như用Lai佛陀应用hay tu佛cái陀tổ的sư禅，thiền,就是如来禅来thì ta cũng có những cái phân修，biệt đấy rất là nhiều á,只是用祖thật师sự禅ra来修。đối với lại
这个是只是一个名字truyền thừa啊。của Phật xuống đó qua cái phương tiện gián tiếp á, thì có ghi Ồ, chép gieo lại出trong来八kinh Hồi万Giáo rất四nhiều,千法gọi门，là Phật dạy mà Như Lai thừa所mà,有的法thì cái门、pháp见解的法门giáo都mà写在gián经tiếp典里面，dạy, nhưng mà有do写cái quyết下来。tâm nhiều Đức Phật phải nói nhiều, qua kinh điển thì có ghi chép lại, ghi chép lại mà ghi chép有giống như时tam giáo写thất下tổ,来，có mấy但khi是有là人phiên有dịch很多nó sẽ翻không译có的được人，đúng như cái ý của Phật mình nữa, nó không phải là đúng hoàn toàn á, nó giống như là thường thường á, nói thầy cô giáo就是佛dạy传mình下á,来mình的thấy意là思sai,有rồi时giống như有là人他một翻译过câu来，但是một他trò不nhận được清楚、不完全领会得80%到rồi,佛陀的意思。thì nó cực kỳ giỏi mới 100%, nhưng mà thường thường mất xuống 80-90 rồi所thì bắt以đầu cái说，trò trò nó giảm标giảm准、居住nên nó nói về cái đầy啊，đủ và chuẩn mực á, thì传下来nó的trên话，cái只từ lời是那nói,个认识，trên cái nhận thức,那thì个trên cái văn tự lời nói, trên cái nhận thức,文字、gọi là cái phương语tiện言gián上，tiếp á, thì但nó是如không果còn在hạn chế,见tại vì解mỗi cái phương tiện của的Phật方thì có面，cái那từ就thứ有cơ, từ thứ chủng tánh mà,限，nên就是不具nó足了。khác với lại cái tâm, nếu tâm là ấn chứng là phải hoàn toàn, mà tâm thì nó không có diễn tả qua cái lời nói văn tự nữa,所以cho这nên个đó,正cái Phật法pháp是传心được的，cái Đức Phật truyền lại cho Sơ Tổ là传ca diếp心ở印。Pháp hội Linh Sơn, ở Pháp hội Linh Sơn một hôm Đức Phật灵đi đến山cành hoa法sen会，mà không có nói một拈chữ,花未消。mà khi mà đưa cành hoa sen ở giữa Pháp佛hội没đó有thì讲cả法，triệu只người是á,拿上来一朵một莲mình Ma花。Ca Diếp mỉm cười, chỉ một mình Ma Ca Diếp thôi,那该就thì lúc未đó Đức Phật mới消。nói ta có chánh pháp nhãn tạng diệu tâm在那个时刻，就thực这个tướng禅thông minh宗biết正pháp法môn传luật下来。văn tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm Phật, thế là cũng được 9 năm á, hoằng pháp lợi sanh á, mà cuối cùng Đức Phật là muốn tuyên cái truyền cái tâm yếu này, tâm tông người sao á, tất cả phương tiện và cuối cùng là lại trực啊，就tiếp说đụng这个vào cái正phương法tiện都của mình,是方便，但thì是khi是mà直biết接的方便。Ồ,佛陀Ma Ca Diếp và phó pháp cho Ma Ca Diếp,跟nó马là哈迦phải一khéo说，要giữ好gìn好的保cho đời持sau传không下có đoạn去mất,这个正法印章。truyền truyền tiếp á, thì Ma cảnh và trên á, cái tâm yếu của Phật á, Đức Phật á, vì còn á, cái thời gian á, người ta từ không có qua lời nói văn tự không có ghi chép mà, nên因为这个正tâm法没ma有cũng dễ写下di来，động所dao以，động, hay là nói là khó tin mới就truyền是bá,传那个衣truyền钵，就是truyền bá心，của Phật truyền cho相Sơ信的Tổ Ma心，Ca Diếp心mà,传，đó là cái tính truyền都của Phật,是传心，心传心。cũng lấy tâm truyền xuống cho tâm á ha, thì khi后mà来cái马哈迦叶chứng就tánh á,传衣Ma Ca钵Diếp给阿难，chứng chứng cho A Nan,就是truyền印tiếp证pháp阿cho A难Nan,已truyền bá经cho A Nan,是一位经。gọi là太Phật tổ开tiên悟tri的，truyền, thì từ Ma Ca从阿Diếp难truyền cho就A Nan,传A下去，Nan继续传Phật下tổ去，第tổ tam三bá组，thân na hòa tu,一代一thân na代hòa tu là呀，những传tổ下của Phật去，đa, từ tổ tổ就是truyền xuống禅đó宗gọi là祖师，thiền tông tổ sư,就是tại vì cái nắm传cái下mạch来mạch这của个Phật tổ sư秘密，tu cái chánh pháp và就sau是đó祖tuyên truyền师，giác所以ngộ,叫做祖师禅。thì y bát truyền dần xuống cho đệ啊，tử后来á,传到第28gọi组，là ma就是菩tổ提达摩。菩提达摩就传过ma truyền来cái pháp thiền này để ở东土，Trung Hoa,就是现tại在是biết中Trung国，Hoa因sẽ为他跟着这边东土的có大部thể分phát人huy cái pháp有này rất缘，là mạnh,会发展thì啊，会từ bên Trung Hoa发展得sẽ coi很Đạt好。Ma là cái người tổ啊，sư所以đầu菩tiên提Trung达Hoa,摩传过来中Bồ国，Đề就Đạt是Ma当và các chùa chúng ta中đang cùng国chờ đó,禅宗thì Bồ Đề Đạt Ma mới truyền的xuống cho初Ngũ主Tổ Huệ啊，Quang,是第一Tam组Tổ的。Tăng Sáng, Tứ Tổ Đạo Tính, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đến Lục Tổ Huệ Năng,从马哈迦thì一từ啊Ma Ca到Diếp六là祖Lục慧能，Tổ就là是33 đời,六祖慧và能tới đây á,是là第đã33组啊，mấy trăm năm rồi,已gần经过gần như了。là cả ngàn năm rồi chứ, cả ngàn năm, nên biết là
从六Chánh祖tâm就是hay nói về thiền tông cũng过đã了đi一千tu年，và làm quần chúng rồi.多一千年。Nên lúc đó tổ từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng đã quyền ký trước, đã nói trước tới lục tổ thôi, tới đó thì到ngưng六ngưng祖就có没thêm有继续thiền nữa,传，là只是，cái sự只sự是truyền传thừa那个đó心和法，mà truyền所cái以thiền从tâm六cũng祖là pháp.没有传一波，Thì từ đó từ所chỗ lục tổ以Bồ Đề六Đạt祖và的ông土hiệu Thích地，Y Bác,后thì来từ有đó四tôn十giáo lục三，tổ ở sau lục tổ là tới 43 vị tổ. Lúc trước á, thì祖có师mấy người á, kiến tánh nhưng mà lấy một tổ四lấy十một三tổ位thôi, à。đơn giản như ngũ tổ hoằng nhẫn cũng mấy trăm người đó chứ, nhưng mà chỉ một mình á, lục tổ huệ năng là tổ. Mà sau lục过tổ了六祖的时代，很多很多祖祖师，师ra đời rất là nhiều, thì cái này là tổ sư thiền, cho cái danh từ là tổ sư thiền,就và sau是này祖师禅đặt这cho三tổ个sư名thiền字，就分是一biệt个giữa thiền tông名字，thiền thì nó nhiều lắm,来用来分别其rồi他giáo môn có,的禅。rồi theo các tông phái này tông phái kia cũng祖có,师禅就是nên là真nó正là的thiền tông,禅宗。nên là nó là tổ sư thiền. Thì chúng ta nghe qua thì cũng hiện tại này cũng rất là nhiều người ta đều là kêu tổ sư thiền hết đấy,然后有很多人说sư这thiền是thì祖师tu vi禅，gì,但是mình我们phải rõ要清楚từ我cái们在修什rõ么。biết đó thì祖mình师mới禅có những是什bài么học禅？để mình tu tập, để cuối cùng là được giác ngộ giải thoát, là làm chủ chính mình đó. Thì mình thực hành thiền này ấy, nói là tổ sư thiền cũng được, nó là đạt ma thiền cũng我được,们hay修là这个lục tổ禅thiền cũng宗được,啊。hay là thiền từ Phật Thích Ca truyền xuống说cũng祖được,师禅都hoặc可cái以，danh từ达摩đó禅都thì可rất以，là六nhiều祖cũng禅都rất可là以，nhiều.或者释迦牟尼禅都Thì可chúng以。ta nó là thiền tâm chánh pháp, thực ra ai cũng nói là thiền tâm chánh pháp,但nó是không要có ai跟kêu着là禅cái tâm宗的lai宗旨。tạp cả, mà lai tạp hay không nó khi do tâm mình sẽ bị lai tạp. Và đây sự thực hành của mình, nếu mình其thực sự实，đi đúng cái chánh谁pháp都thì想mình sẽ要。rõ được cái chánh pháp và cái Phật à, Thích自Ký,己mình修biết的là như就thế是nào,真法，phân tông phán但giáo đâu cho是rõ ràng, cho không có tạp nhạp,只有真nên正là下rõ功夫là的人cái才niềm可tin以của理mình và解得到，thực tập của mình,才可以tin领会tự得tin到về tự tâm của mình,怎样是cho nên真là法。cuối cùng là phải lìa cái tương đối, tức là所những以cái gì怎đó样说nó都是rõ,在语言nói上về tương đối nói hình thành很tác容nhân,易误nói会trên的。gì nữa nó cũng trên lời好nói像现cũng在là,说移情，cho那nên很多cái人都nói误会chân移thành và情。nhất định bây giờ ta所chân以thành要là应mình用功夫phải得到绵密phải和参phải学。ứng dụng, phải说绵密就miên mật á,是và tham mật á,要nói cái miên mật đây là cái siêng努năng chăm力，chỉ要nhưng用mà功班刀thì tự啊，要nhiên á下功sẽ nuôi夫。lớn được cái niềm tin tự tâm về công phu của mình. Giống như là chúng ta theo dõi好像我们在cái世luật giao lưu间chứ, ví dụ như啊，thay假đổi如我mình học们đi ở ngoài đi, mình theo喜欢cái ngành mình ham, cái nghề mình thích á,一种工thì作，đầu tiên mình chưa giỏi, chưa啊，thạo,一开始chưa的时thông,候thì mình sẽ不习tự惯，nhiên thông, thạo và giỏi cái nghề,要cái练习tu tập của要mình过一rồi,段时间才可以cái习tu tập của惯，mình là然mục đích后cũng là就giải thoát.逐步Đối với cái nghề mình là mục đích进là kiếm步，tiền,逐步会là得tu到tập nhanh,成熟。tức là chạy trên danh lợi thế gian, trên cái ngành nghề thế gian để mà nuôi gia đình mà, đó là nuôi cái thế gian, cái sự nghiệp thế gian thôi, còn cái này là cái sự nghiệp giải thoát. Cho nên trong đạo Phật gọi là duy tuệ thiện nghiệp á, là để mình đeo đuổi,要一直luôn增luôn tăng加trưởng niềm tin, luôn luôn á那giữ个gìn công相phu信，thì mình sẽ thành tựu. Thì cái công phu chúng增ta加tập那个rất功夫。đơn giản, không có khó, mà làm sao mình rèn luyện được cái tâm của mình á, mà chính cái sự tu đó参chính禅là都是tu rèn参luyện究tâm mình心，mà, thiền mới là tham cứu tâm, tu là修自己的心đó,才可以开悟自己，chỉ把có自己tu的cái tâm心mới ngộ开được悟tâm,了。ngộ được tâm mới được giải thoát á. Thì danh từ cũng nói这样rất là简nhiều,单讲，让我nó们nói有đơn giản nhưng chúng ta一phải个có定định hướng向，有一rõ个ràng.概念Tham thiền hiện tại chúng ta nè, qua nhiều cái giai đoạn, nhiều thời đại, và cuối cùng á cũng là tổ, mà cũng không có ngoài cái ý của Phật đâu, tổ á
Cái phương tiện này á cũng là cái phương tiện của Phật đặt ra, đưa ra để Phật Chứ chỉ chứ ứng chủ dụng sư chán cái不hành,是cái phương主pháp tu是này自己发明tu出này来，ra đó,是释là迦牟尼cái佛phương tiện传thánh下来，Phật tổ然后cho主độ是mạng是pháp,应用，然xong后mới chỉ thị chúng ta一代一để代mà传下来的，tu让trở về帮助tâm众của生mình开悟chúng自ta đó.心。Thì đó là tham thời đầu. Đấy, nó tham thời đầu, phương pháp tham thời đầu. Giờ có cái tên là tham Do thời đầu Chan Hoa thì Thầu, hiện tại đưa chuyển ra出một来câu一hỏi,句。chọn một câu hỏi, Hoa câu hỏi Thầu nào Ý Luận cho tại mình tâm tốt không? Chan Chủ Sư Chán Phương Pháp Trong này bản có số năm câu hỏi trong chuyển phần出quá来trình tâm thiền ấy,一với句năm câu đó để chọn Chan một Chủ câu để mình tham á, tham là tham cứu Tôi mạng, sẽ tức nói là tham Chan học và Chiu tham Phật đó, Sinh tham cứu tâm, Chứ sư Chan tham Chán ạ học thiền tâm, thiền tham thiền là tham cứu tâm mà, chứ tham tham cứu tâm mà luôn á, tham tham thiền là tham tham cứu ở bản tâm. Chan chiu Cho nên不đó,是参đi究tham那cứu个chứ phải tham cứu câu hỏi đâu,疑问，tức là đưa câu hỏi hỏi我们只cái看那个mấy花头疑问，ví dụ á,提那hoặc个là花头ai,疑问来起疑起。hoặc là ai không假biết không如biết á,问念thì mình佛cứ是để谁，hỏi thì Phật là ai,念佛是Phật谁，là ai,不晓得một cách不知rõ道，ràng, cách minh bạch,继续问rõ ràng念rằng佛người是谁，Phật就是一là个例如ai.花Có một ví头dụ有trong giống万như tội千đầu tôi花muốn头mọi người的。nghe rất là nhiều á,我nhưng们mà不要không phải慌là来cái慌chạy去，để đuổi cái就câu này是hiểu qua câu kia保hiểu持自己qua的câu nữa,心专一，mà mình phải giữ tâm才可以thiền到nhất á,花thiền nhất头định的mình地đó方。mới có thể đến thời đầu được á, còn nếu mà chạy lung tung á thì khó có thể đến thời đầu, không phải nói là不không用được,说得到或không者phải là不được得cũng到，hay,那sợ就là说khó他thì很tâm难tốt可của以mình.形成得到自己的功夫，Cho nên mình因cứ为我thực们的hiện信một就cách心还do mình chưa不có một强，tinh还thần tâm不mạnh mẽ, cho nên具mình足，bị thay所đổi,以mình bị经常xung đột,被mình间bị断gián功đoạn,夫。tất cả đều là所do ý以của我mình,们do ý每thức của天mình, thời参cứ thiền định学，tâm của mình. Thì cái thanh lọc在hàng ngày chúng ta规mà,矩được每cái天实行。quy虽củ然每thực天hành我们hàng只ngày,有ví dụ như là một ngày mình chưa có ba两tiếng个trở小lên, một时ngày mình早上mấy或giờ者này,晚tiếng上，đồng hồ buổi tối我gần们sáng đó,跟着mình能占nghe到有thiền tri thức, hay là mình cùng共tu với lại修thiền tri啊，thức,共hoặc là tu một学，mình, cùng tu và cùng一ứng dụng起修行，一và起thực参hành.学。Giống như cái học nào ở thế gian cũng phải có cái thời gian và có cái sự dụng dụng tâm dụng công để học hết đó. Nếu mình không có học mà giống như là muốn thi đậu cao không, mà muốn giỏi假nghề如về说làm sao我mà làm们thực hành在làm那sao个mà làm工作giỏi,里，làm sao mà đậu一定cao,要练习làm sao才mà可以tốt得được到cái进công步，việc,才可以trong成ngành nghề熟。của mình á,那tất我们cả trong现công việc在của mình,修trong行cuộc得đời mình,到，sự tu tập让mình,最终thì我们cái的đó目là的就mình có是rèn luyện解脱cầu sinh á, mà được giải生thoát,死大事，nên á càng所以一定要càng参学càng tham học,后来càng会tâm得thì到càng参学和应用下càng功sẽ夫，thuần thục trong công phu.后来会得到Thì成熟。đó gọi là cái pháp môn tham tổ sư thiền, cũng là那tham对thiền于初参của的cái人，người mới đó,要得thì到nó那个根nắm được基，cái khái niệm要mình晓đang得học自己在và biết mình đang dụng cái gì,修什đang么，hành cái gì,然后我们怎样用那个thì心，怎phải样ứng探究dụng cho心。thấy cái chỗ如nào,果有什么疑chỗ问，nào mình nghi á,可以参mình学，tham vấn với跟lại自己đại的học善知với识，lại跟thầy自己của的mình,同参道友thì lúc参学，đó逐càng步会得công到phu成就mình绵càng密。có cái sự rõ ràng, có sự minh bạch À, hơn.现在对于初参的人是À,这bây样giờ简单讲，đối với người mới thì có那nhiêu đó và一mới học直ứng应dụng,用okay.选Rồi出ứng来dụng 5 一câu,句rồi花ứng头dụng疑tiếp问，theo mà一mình直唱tham,下去，每天唱学，rồi tham học hàng逐ngày,步会mình成đã熟。sẽ đủ niềm tin để时mình间có thể到了，thuần thục và再vững chắc见。cái công phu của mình. Nam mô Phật sư À,释bây迦giờ Mâu Ni đã hết Phật. giờ, chào quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng tham, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.